Tiếp nối một ý kiến của đồng mạng hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị tố cáo của tác giả Đàm Ngọc Tuyên đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 6 tháng 2 về hình thức kinh doanh tôn giáo của các tập đoàn từ bản đỏ. Mời quý vị cùng chia sẻ. Tâm Chúc hốt bạc những ngày xuân Trung bình Tết này Tâm Chúc đón 5.000 hành khách mỗi ngày, vé để có thể đi vào cổng là 200-250.000 đến đồng, mức trung bình là 225.000. Vậy tính sơ sơ trong 10 ngày mùng thôi, Tâm Chúc hốt hụi tầm hơn 11 tỷ đồng, xin nhấn mạnh nhiều lần con số hơn 11 tỷ đồng là chỉ riêng tiền vé. Nếu tính tổng số hội hốt đợt này cho tất cả dịch vụ, dù chưa có con số thống kê, nhưng vài trăm tỷ là chuyện nhỏ như cái móng tay. Cho nên các chuyên gia buôn Phật đã dự đoán năm 2025 là đón khoảng 3.7 triệu lượt khách thu 1.700 tỷ đồng. Năm 2030 đón khoảng 6 triệu lượt khách thu vào gần 3.000 tỷ đồng, khách quốc tế khoảng 750.000 lượt làm ăn được quá thành thử bây giờ đại gia bây giờ người ta kinh doanh điều sơn phết phật vào để làm ăn như tân hoàng minh là điển hình mới nhất vấn đề là giáo hội phật giáo quốc doanh có được chia phần không nhỉ nếu không thì tâm xúc có bị xem là tu lậu giống như tình thức bồng lai Câu trả lời ai ai cũng biết, chuyện bọn bất lương kiếm tiền bằng mọi cách mọi thủ đoạn không quá ngạc nhiên trong thời đại rực rỡ này. Nhưng kỳ quái là những con thiêu thân hai tai mãi dân tiền cho chúng. Nên nhớ nơi chúng ấy toàn bạch cốt tinh chứ làm chi có phật chỉ đại nam của chị hai là ế xệ thôi